Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, tính từ 16 giờ ngày 24 tháng 8 đến 6 giờ ngày 25 tháng 8, tỉnh ta ghi nhận 1 ca mắc COVID-19. Trường hợp mắc mới COVID-19 tại Long Xuyên, tên NTD, sinh năm 1959, nghề nghiệp nội trợ, địa chỉ thường trú số 1056, xuyệt 53, Bình Khánh 6, phường Bình Khánh. Vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 24 tháng 8 năm 2021, bệnh nhân do bị sốt ho 5 ngày, không khó thở nên được con trai chở xe máy đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Đi cùng có con dâu cũng đến khám bệnh do sốt ho, được một người nữ không rõ họ tên chở bằng xe máy đến bệnh viện rồi bỏ đi. Qua khám sàng lọc và xét nghiệm PCR, bệnh nhân NTD có kết quả dương tính ngày 24 tháng 8 năm 2021. Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên tiếp tục thực hiện truy vết từ ngày 24 tháng 8 năm 2021. Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 từ ngày 15 tháng 4 đến nay là 1.539 trường hợp, trong đó có 4 trường hợp tái dương tính. Lũy kế số ca mắc COVID-19 trong tỉnh là 1.418 ca, trong đó số ca mắc cộng đồng là 577 trường hợp, trong khu phong tỏa 393 trường hợp, trong khu cách ly tập trung 498 trường hợp. Số ca mắc sau khi nhập cảnh 71 ca, số ca đang điều trị 1.033 trường hợp. Trong đó, An Phú 148, Tịnh Biên 38, Châu Đốc 50, Châu Thành 494, Tri Tôn 79, Châu Phú 24, Phúc Tân 16, Tân Châu 5, Chợ Mới 44, Long Xuyên 70, Thoại Sơn 38, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang 19, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh 8. Số trường hợp điều trị khỏi là 493. Số chuyển tuyến Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh 2, số bệnh tử vong 11.